Hôm qua dự báo thời tiết có mưa, bắt đầu từ tối là mưa dần dần rồi lại mưa, mưa rồi lại dần, không to nhưng mà cũng không làm được gì hết. Tại vì mưa, mình làm ở ngoài trời cho nên là mưa thì chỉ có thể ở trong nhà thôi. Chiều đi giao hàng về, trời mưa cả ngày nên là sương mù rất là dày luôn. Áo mưa tiện lợi nên là bị ướt một xíu. Cảm giác cổ họng hơi đau đầu và cái lông mũi đã cũng nhức rồi. Đặc sản của Đà Lạt, mưa hễ mưa là sương mù dày đặc luôn. Mua được thùng sữa cho con thì về tới nhà cũng đã tối, bưng sữa vô nhà, sau đó tắm rửa, cắt một lát chanh mỏng, rắc muối hột lên để ngậm và uống thêm hai ống tỏi để lấy sức ngày mai chiến đấu tiếp. Thế là hết một ngày.